Rất vui được gặp lại quý vị trong nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Tinh hoa ẩm thực phở Hà Nội, phở Nam Định và mì Quảng cùng nhiều món ngon khác được kỳ vọng giúp ẩm thực Việt có vị trí quan trọng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu xây dựng gói tín dụng mới trị giá 30.000 tỷ đồng cho dây nhà ở xã hội. Người dân vùng đồng nguồn miền Tây vào mùa ủ mắm cá linh khi con nước nổi tràn đồng. Thưa quý vị, liên quan vụ tai nạn liên hoàn của 8 ô tô trên cầu Phú Mỹ, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án để điều tra trách nhiệm các cá nhân liên quan. Qua điều tra, hơn 14 giờ ngày 8 tháng 8, ông Trịnh Kim Dũng, 35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, chạy xe tải qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi đổ dốc cầu, thì tài xế phát hiện ô tô bị nổ bình hơi thắng xe. Do đang đổ dốc cầu với tốc độ nhanh, khiến xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn cho 7 ô tô chạy cùng chiều phía trước. 8 xe xảy ra tai nạn liên hoàn hư hỏng nặng, trong đó ô tô bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong. Xong, đã được nhiều người đi đường dũng cảm phá kính, cứu tài xế ra ngoài. Tai nạn liên hoàn khiến một người bị thương, 8 xe hư hỏng nặng. Ngày 14 tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3466 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xác minh và xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật về cháo lương Nghệ An được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên mạng xã hội đang lưu truyền quyết định số 3737 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian đối với cháo lương của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đây là văn bản giả mạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Tính tới thời điểm hiện tại, về ẩm thực, Việt Nam đang có tổng cộng 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghề làm nước mắm Nam Ô, nghề làm nước mắm Phú Quốc, phở Nam Định, phở Hà Nội và mì Quảng. Ẩm thực Việt Nam là một di sản vô giá được hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử, góp phần tạo nên sự trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc. Tinh hoa ẩm thực phở Hà Nội, phở Nam Định và mì Quảng cùng nhiều món ngon khác được kỳ vọng sẽ giúp ẩm thực Việt có vị trí quan trọng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, các ba di sản văn hóa phi vật thể, phở Hà Nội, phở Nam Định và mì Quảng được địa phương giới thiệu với đầy đủ giá trị như tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Với món phở Hà Nội, nhiều sử liệu ghi chép các món ăn ra đời vào đầu thế kỷ 20 rồi lan rộng ra tất cả các tỉnh thành trong nước. Đến ngày nay, phở có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như một đặc sản mang thương hiệu Việt Nam. Khoảng năm 1907 đến năm 1910, phở vốn là loại quà rong, được gánh đi rong và rao bán khắp phố phường tại Hà Nội. Tính đến năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có gần 700 cửa hàng phở. Những thương hiệu phở gia truyền có hơn 2 đời thường chỉ chuyên bán phở bò hoặc phở gà, tập trung chủ yếu trên địa bàn các quận Hoàng Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Giới thiệu về phở Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết kỹ thuật nấu, không gian và văn hóa thưởng thức tạo được dấu ấn riêng cho phở. Những cửa hàng phở lâu năm ở thủ đô thường có quy mô nhỏ nhưng vẫn thu hút đông thực khách. Phần lớn những hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội đều có bí truyền khi pha chế. Công thức chỉ được truyền cho những người trong gia đình. Phở là món ăn mà tầng lớp nào cũng có thể thưởng thức, từ bình dân cho tới giới thượng lưu. Người ta có thể ăn phở vào bất kỳ bữa nào trong ngày, bữa sáng, bữa trưa hay kể cả bữa tối.
Phở cũng trở thành niềm tự hào của đất và người Nam Định. Trải qua thời gian, phở nơi đây khẳng định được giá trị thương hiệu ẩm thực với những nét độc đáo thể hiện trong tất cả các khâu. Nhiều người Nam Định mang phở vào các tỉnh thành, chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Tinh hoa ẩm thực phở Nam Định thể hiện ở nguyên liệu, thực phẩm, phương thức làm ra sợi phở đặc trưng mà còn là tổng thể quá trình gồm nhiều công đoạn chế biến để hoàn thiện, tạo ra món phở ngon miệng, ngon cả mắt, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, hương vị cho hình thức bắt mắt, hấp dẫn người thưởng thức. Bí quyết làm nên món phở trứ danh là kinh nghiệm lâu năm qua nhiều thế hệ, đúc kết thành công thức riêng của các nghệ nhân, đầu bếp trong ngành ẩm thực phở tại một số địa phương trong tỉnh. Trong đó nổi tiếng là các làng Vân Cù, Giao Cù, xã Đồng Sơn, Nam Trực, nơi có những bậc cao niên làm phở, nấu phở với 3-4 thế hệ nóng nghề. Mang trong mình dòng chảy theo dòng nước nổi trôi từ gánh phở thời tản cư, thời bao cấp rồi hội nhập. Cho đến nay, món phở vượt khỏi biên giới nước ta để đến với 50 quốc gia trên thế giới. Món ăn mang quốc hồn quốc túy của dân tộc năm 2023 tiếp tục được tổ chức ẩm thực hàng đầu thế giới Michelin Guide vinh danh, đưa Việt Nam định vị rõ nét trên bản đồ ẩm thực thế giới. Nếu như phở làm nên thương hiệu ẩm thực của Hà Nội và Nam Định, thì đối với người xứ Quảng bao gồm tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, món ăn mang tính hồn cốt là mì Quảng. Theo sử sách, nghề chế biến mì Quảng ở tỉnh Quảng Nam được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 15, gắn với lịch sử mở cõi của các chú Nguyễn về phương Nam, gắn với những bước chân của lưu dân trong hành trình đi về phương Nam rộng mở. Mì Quảng là một món ăn có nhiều biến tấu, làm nổi bật đặc trưng văn hóa ẩm thực dân gian và sẵn lòng đón nhận bất cứ nguyên liệu gì trên đường để dung nạp, tiếp biến và làm nên sự đa dạng phong phú trong hương vị ẩm thực. Món ăn gây thương nhớ cho cả du khách trong và ngoài nước được chế biến từ gạo xay, tráng thành từng miếng bánh, rồi dùng dao thái sợi để chế biến món ăn. Món mì này thường để màu trắng của gạo hoặc màu vàng của hạt dành dành hay nghệ vàng đều được. Sợi mì dẹt dày hơn so với mì ở các vùng khác. Mì sợi được thái đều và giữ được độ dai mềm khi còn nóng. Tại sự kiện hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, mì Quảng được chọn làm món ăn trong yến tiệc phục vụ các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị, phần nào minh chứng cho những giá trị văn hóa ẩm thực của loại đặc sản này. Ba món ngon nổi tiếng là phở Hà Nội, phở Nam Định và mì Quảng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vì mang nhiều giá trị từ lịch sử, tri thức đến kết nối cộng đồng. Việc công nhận này còn là động lực để những người đầu bếp, nghệ nhân có thể phát huy bảo tồn các món ăn truyền thống dân tộc, cũng như sáng tạo các món ăn mới, độc đáo nhưng vẫn mang nét văn hóa của người Việt. Với lịch sử hình thành hơn 500 năm, làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đến đây mọi người sẽ được trải nghiệm và tự tay làm ra các sản phẩm gốm độc đáo cho riêng mình. Làng gốm Thanh Hà tọa lạc bên dòng sông Thu Bồn, cách trung tâm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam khoảng 3 cây số về phía Tây, là một trong những điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong các chuyến du lịch Hội An của nhiều người. Khi đến đây, du khách được ngắm nhìn quy trình làm gốm truyền thống và còn có thể tự tay nhào nặn ra các sản phẩm gốm độc đáo cho riêng mình. Theo các nghệ nhân làm gốm tại đây, nhờ vào sự tâm huyết, lòng yêu nghề mà đến nay làng nghề gốm Thanh Hà không bị mai một mà ngày càng phát triển hơn, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Agoda, một trong những nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới, công bố 5 điểm du lịch quốc tế được khách Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ quốc khánh của nước này 15 tháng 8. Trong đó, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở thành điểm đến được khách Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo công bố của Agoda, người dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài vào đợt nghỉ lễ quốc khánh nước này tăng 36% so với ngày thường. Ba thành phố Fukuoka, Tokyo, Osaka của Nhật Bản lần lượt xếp ở vị trí nhất 13 trong những điểm đến được khách Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất. Thành phố biển Nha Trang của Việt Nam đứng thứ tư trong dữ liệu tìm kiếm chỗ ở của Agoda. Nha Trang Khánh Hòa vẫn luôn là điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng trong những năm gần đây. Theo báo cáo của Sở Du lịch, 7 tháng qua, Khánh Hòa đón hơn 1.200.000 lượt khách Hàn Quốc, chiếm khoảng 45% trong tổng hơn 2.700.000 lượt khách quốc tế đến với tỉnh.
nhiều ca sĩ, diễn viên, ngôi sao giải trí của Hàn Quốc đến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa trong thời gian gần đây, góp phần tạo nên hiệu ứng với người dân xứ sở kim chi. Trong phần tiếp theo, La Nina xuất hiện từ tháng 9 tới, nước ta xuất hiện bão nhiều hơn mỗi năm. Mắm cá linh, đặc sản chỉ có trong mùa nước nổi ở miền Tây. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đây yêu cầu các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Trong đó, công tác phát triển nhà ở xã hội được nhấn mạnh là một trong 6 định hướng lớn trong thời gian tới. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu xây dựng gói tín dụng mới trị giá 30.000 tỷ đồng dành cho phân khúc này, giao cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện. Gói tín dụng mới dành cho các đối tượng vay mua, thuê, thuê mua, xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để thực hiện chính sách xã hội. Trong đó 15.000 tỷ đồng lấy từ nguồn phát hành trái phiếu chính phủ, còn lại từ nguồn vốn ngân sách địa phương, ủy thác. Như vậy, nguồn vốn của gói 30.000 tỷ đồng lấy từ ngân hàng, ngân sách nhà nước khác với gói 120.000 tỷ đồng đang triển khai lấy từ các ngân hàng thương mại. Tháng 6 năm 2013, gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở trị giá 30.000 tỷ đồng từng được tung ra lấy từ nguồn tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước. Lãi suất cho vay của gói này tối đa 5% một năm, thời hạn 15 năm với khách hàng cá nhân. Thưa quý vị, đợt mưa lũ thời gian qua ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân các tỉnh miền Bắc. Nhiều nơi các gia đình phải dùng thuyền bè để di chuyển trên các tuyến đường bị ngập sâu. Nước ở những vùng rốn lũ ngập tận nóc nhà. Những điều này cho thấy thiên tai bão lũ ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, La Nina xuất hiện từ đầu tháng 9 có thể làm gia tăng tần suất và cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhất là trong giai đoạn cuối năm. Nói về thời tiết cực đoan từ đầu năm đến nay, nhất là giai đoạn tháng 6, tháng 7 ở Bắc Bộ, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia giải thích, thời điểm tháng 6, tháng 7 là tháng mùa mưa chính ở khu vực này. Tổng lượng mưa trung bình 2 tháng chiếm khoảng từ 30 đến 35% tổng lượng mưa của cả năm. Bên cạnh đó, đây là giai đoạn chuyển từ pha nóng El Nino sang trạng thái trung tính, nên hệ thống khí quyển toàn cầu có sự biến động lớn và làm cho quy luật thời tiết nói chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam có sự xáo trộn, gây ra mưa lũ bất thường. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng hình thế mưa đi kèm với hội tụ gió Đông Nam hoặc Tây Nam dày từ tầng thấp lên tầng cao tạo ra mưa trên những khu vực hẹp cấp tỉnh như Hà Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên. Cường độ mưa rất lớn và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nên gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11, ENSO có thể chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Trong trạng thái La Nina, trên khu vực Biển Đông sẽ đón số lượng bão áp thấp nhiệt đới nhiều hơn. Dự báo cụ thể hơn thời tiết trong giai đoạn cuối năm nay, ông Mai Văn Khiêm cho biết, khi khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh là yếu tố bất lợi có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. La Nina có thể làm gia tăng tần suất và cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới, nhất là trong giai đoạn cuối năm. Từ nay đến hết năm 2024, trên Biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 8 đến 10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nguy cơ tác động đến hoạt động tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản ven biển. Từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ, nên vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn. Hệ quả nguy cơ gắn liền là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, nên cần phải cảnh giác ở mức cao. Tình hình mưa bão ở Trung Bộ còn nhiều phức tạp. Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường,
Các chuyên gia dự báo năm nay người miền Tây tiếp tục ngóng con nước về vì mực nước chỉ bằng hoặc ít hơn trung bình nhiều năm. Nhắc đến mùa nước nổi miền Tây, nhiều người nhớ ngay đến con cá linh, đặc sản mùa nước nổi. Hiện người dân vùng đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa ủ mắm cá linh khi con nước nổi tràn ròng. Theo các hộ dân chuyên ủ mắm cá đồng ở huyện Hồng Ngự cho biết, mùa nước nổi, nguồn cá trong tự nhiên phong phú nhất là cá linh. Đây cũng là thời điểm người dân thu mua cá tươi để ủ mắm ăn lâu dài. Tùy theo nhu cầu của từng hộ mà số lượng ủ mắm nhiều hay ít, nhưng trung bình mỗi gia đình đều có ít nhất một lu đến vài chục lu mắm. Cá sau khi mua về sẽ được ủ trong lu, tùy vào lu lớn nhỏ mà mỗi lu ủ khoảng 30kg đến 50kg cá. Thời gian ủ hơn 6 tháng, trong lúc ủ phải thường xuyên mở nắp lu để cá phơi nắng. Sau thời gian ủ sẽ lấy cá ra khỏi lu để đun nấu thành nước mắm. Do đang trong đầu mùa nước nên giá bán mỗi ký cá linh ủ mắm khá cao. Cũng như hàng năm tới cá linh vô là mình mua về mình ủ, mình ăn, mình nấu nhà, mình ăn vậy đó. Một hộp gì là mình ăn không là cỡ năm gì, còn này ủ cho mấy người ở thành phố với con ở Bình Dương rồi đó. Ngon, kiểu tự mình nấu nhà, mình ủ cá với muối cho thiên nhiên đó. Mình ăn nó không có chắc, quá chắc gì. Với người miền Tây, mắm từ cá linh là đặc sản chỉ có ở mùa nước nổi. Nhiều người dân ghiền hương vị độc đáo của loại đặc sản này. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.